Xin chào cả nhà. Thời gian vừa rồi thì mình nhận được rất là nhiều những câu hỏi của các bạn, là phần lớn là nó xoay quanh hai vấn đề chính. Một là huấn luyện viên Park Hang-seo có triệu tập những cầu thủ Việt kiều về thi đấu ở vòng loại World Cup hay không, và mọi người muốn hỏi đến là ở ngay cái trận đấu ngày 5 tháng 9 với Thái Lan. Và mọi người cũng hỏi là Philip Nguyễn đã có được quốc tịch Việt Nam hay chưa, rồi Alexander Đặng đã có được những cái tín hiệu từ đội tuyển quốc gia chưa. Và vấn đề thứ hai là tại sao ngày 5 tháng 9 chúng ta phải làm khách một trận đấu rất quan trọng trên sân của Thái Lan, mà ngày 1 tháng 9 giải vô địch quốc gia của chúng ta vẫn còn thi đấu với hai cặp đấu mà có rất nhiều những tuyển thủ quốc gia, đó là câu lạc bộ bóng đá Hà Nội gặp Viettel và trận thứ hai là Sông Lam Nghệ An gặp Bình Dương. Thì ngày hôm nay mình sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của các bạn, và các bạn có chú ý nghe, và mình có trích những cái nguồn tin đàng hoàng để các bạn tăng thêm cái tính xác tín của thông tin. Thông tin đầu tiên là liên quan đến lịch thi đấu, thì mình đã hỏi tổng thư ký Lê Hoài Anh của VFF thì nhận được câu trả lời là từ năm 2018 thì bộ phận tổ chức thi đấu đã nghiên cứu lịch và họ sẽ đưa ra một cái lịch thi đấu của giải vô địch quốc gia để làm sao đảm bảo được quyền lợi của tất cả các đội tuyển quốc gia, tức là họ sẽ mỗi một đội tuyển quốc gia tập trung từ ngày nào đến ngày nào thì sẽ được nhả quân từ ngày nào đến ngày nào. Đấy, bởi vì nó không chỉ có một mình đội tuyển quốc gia mà còn có U23, thậm chí là còn có U20, có U18, U16. Đấy, nói chung là tất cả những cái đội bóng đấy. Thì nếu như họ triệu tập thì luôn luôn phải có một khoảng thời gian để họ chuẩn bị. Không đội nào phải hy sinh quá nhiều và không đội nào là đội mà 100% đều là thuận lợi. Thì mình nghĩ là đây cũng là một yếu tố mà những người tổ chức họ phải làm. Chứ là rất là khác với chúng ta. Chúng ta có thể là yêu cầu là phải ưu tiên cho vòng loại World Cup. Chúng ta có quyền để yêu cầu là phải ưu tiên hơn cho đội tuyển quốc gia, bởi vì đấy mới là bộ mặt của nền bóng đá. Rồi một số người khác thì lại có một quan điểm khác, gọi là chúng ta chưa bao giờ có được chức vô địch, hay là nói chính xác hơn là chúng ta chưa bao giờ có được tấm huy chương vàng SEA Games, cho nên là chúng ta phải tập trung cho SEA Games. Thành ra là chúng ta có những quan điểm rất là khác nhau, nó phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người. Nhưng ban tổ chức, chính xác là phòng tổ chức thi đấu, thì không thể suy nghĩ như thế được. Họ phải tính toán làm sao, họ phải làm việc với các ban huấn luyện làm sao để có được một khoảng thời gian tốt cho cái sự chuẩn bị của họ. Và chắc chắn là cái trận đấu ngày 1 tháng 9 năm 2019 giữa Hà Nội và Viettel, giữa Bình Dương và Sông Lam Nghệ An sẽ không được thay đổi lịch, và họ vẫn thi đấu vào ngày 1 tháng 9. Đến ngày 2 tháng 9 khi đội tuyển của chúng ta đủ quân thì lúc đấy chúng ta sẽ bay sang Bangkok để làm khách trên sân của Thái Lan. Tức là chúng ta chỉ có 3 ngày để chuẩn bị cho trận đấu đấy thôi. Nói chính xác ra là ngày 1 chúng ta có thể tập trung và chưa đủ quân, ngày 2 chúng ta lên đường, chiều ngày 2 có thể chúng ta sẽ tập luyện, và chúng ta còn ngày 3, ngày 4, tức là chỉ có 2 ngày là chúng ta tập luyện với đầy đủ nhân lực. Còn lại đến ngày 5 tháng 9 là chúng ta sẽ phải thi đấu rồi. Thì như vậy thì liệu có đủ hay không? Thì mình nghĩ là 4 ngày thì các đội tuyển quốc gia vẫn thường xuyên như vậy, tức là họ vẫn tập trung trước ngày thi đấu 4 ngày. Đặc biệt là những đội bóng lớn trên thế giới thì chúng ta thấy rồi, Brazil, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Anh thì họ cũng chỉ tập 4-5 ngày để thi đấu thôi. Nhưng mà thực sự là tôi cảm thấy là như thế là cũng hơi đáng tiếc. Hơi đáng tiếc một chút là bởi vì là Thái Lan thì họ có 10 ngày, đúng không ạ? Họ tập trung từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 họ mới đá. Tức là họ không những có lợi thế sân nhà, có lợi thế đương nhiên của đội chủ nhà, thời tiết nhà, cổ động viên nhà, mà họ lại còn được tập luyện hơn chúng ta đến gần gấp 3 lần. Đấy, thì mình nghĩ là đấy cũng là một cái vấn đề rất là lớn của chúng ta. Nếu các bạn có bình luận như thế nào thì các bạn có thể comment ở dưới đây. Nhưng mình nghĩ là ba bộ phận nên làm việc với nhau. Một là ban tổ chức thi đấu của giải vô địch quốc gia. Thứ hai là đội tuyển quốc gia. Và thứ ba là U22 Việt Nam nên ngồi lại với nhau. Bởi vì là đội tuyển của chúng ta chỉ có 4 ngày để chuẩn bị cho một cái trận đấu rất quan trọng mà lại diễn ra trên sân khách với một đối thủ gọi là truyền kiếp như là Thái Lan. Trong khi đó thì đội U22 chuẩn bị cho SEA Games của chúng ta thì là có tận 5 tuần, 5-7 tức là 35 ngày. Thì mình nghĩ là có thể rút lại xuống còn 30 ngày thôi. Còn lại 5 ngày kia mình cắt cho đội tuyển. Thì chúng ta sẽ rời cái trận đấu của ngày 1 tháng 9 sang một thời điểm khác. Mình nghĩ là cái đội U22 ấy mà hy sinh 5 ngày trong tổng số 35 ngày thì nó sẽ ít hậu quả hơn là chúng ta lại phải hy sinh ở đội tuyển quốc gia, tức là chỉ có 5 ngày trong khi mà chúng ta cần đến ít nhất là 1 tuần cho đến 10 ngày. Thì nói như vậy thì mình cũng mong muốn là
ban tổ chức thi đấu, rồi Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đội tuyển quốc gia Việt Nam và U22 họp lại để làm sao chúng ta cân đối để đội bóng nào cũng sẽ có được một cái sự chuẩn bị tốt nhất. Chứ một bên là 35 ngày, một bên là có 5 ngày thì mình nghĩ là sẽ rất là không ổn. Nếu như 5 ngày mà chúng ta thi đấu ở Việt Nam thì còn có thể, nhưng mà 5 ngày chúng ta thi đấu ở sân khách, nhất lại là ở trên sân của Thái Lan, thì chúng ta càng phải chuẩn bị một cách kỹ lưỡng hơn. Bởi vì là trận đấu với Thái Lan nó không chỉ đơn giản là trận đầu tiên của vòng loại World Cup, nó không chỉ là một trận đấu với 3 điểm mà nó còn có rất nhiều những ý nghĩa khác. Như tất cả chúng ta đều đã biết rồi, huấn luyện viên Park Hang-seo thì ưu tiên tuyệt đối cho đội tuyển quốc gia, và thầy cũng đã từng đề nghị là chỉ cầm một mình đội tuyển quốc gia thôi. Bởi vì là trong mắt của huấn luyện viên Park Hang-seo thì đội tuyển quốc gia mới là hình ảnh đại diện của nền bóng đá và là nơi mà cần được hội tụ toàn bộ những tinh túy của nền bóng đá. Đấy, và thầy thì cũng nói rằng là thầy sẽ dồn toàn lực của mình vào 5 trận đấu ở vòng loại World Cup năm 2019. Và sau đó thì thầy mới trở lại đội U22 để cùng với đội của chúng ta chuẩn bị cho SEA Games. Và trong cái giai đoạn mà thầy Park đang cầm đội tuyển quốc gia thì huấn luyện viên Kim vẫn là người phụ trách ở bên đội U22. Đấy, và cái thứ hai nữa là liên quan đến lực lượng cho cái lần tập trung đầu tiên ở vòng loại World Cup cho trận đấu gặp Thái. Thì thầy Park sẽ lựa chọn rất ít cầu thủ, có lẽ là số lượng cầu thủ ít nhất kể từ khi mà thầy sang cầm quân. Tức là chúng ta sẽ được đăng ký 23 cầu thủ, và ngoài 23 cầu thủ đấy thì thầy Park sẽ chỉ lựa chọn một vài những cầu thủ mang tính dự phòng để có thể thay thế trong những trường hợp mà chúng ta có những vấn đề liên quan đến chấn thương. Thành ra là khi thời gian nó có ít như thế thì không phải là một cái đợt tập trung mà có thể triệu tập những cầu thủ lên để tạo cơ hội cho hòa nhập, bởi vì không có thời gian thì hòa nhập làm sao được. Đấy, thành ra là thầy Park sẽ có xu hướng lựa chọn những cầu thủ, những cái bộ khung mà đã chơi với nhau rất là ăn ý, rất là nhuần nhuyễn rồi. Cái thứ hai là về thời gian cho những cái đợt tập trung, thì khi mà đội tuyển quốc gia của chúng ta tập trung trong lúc mà giải vô địch quốc gia của chúng ta vẫn còn đang thi đấu thì thời gian sẽ không có nhiều đâu. Tháng 9 này thì chúng ta chỉ có 5 ngày thôi, sang tháng 10 chúng ta có 2 trận thì thời gian được tăng lên khoảng tầm 7 ngày, từ 7 đến 10 ngày. Và đến tháng 11 khi giải vô địch quốc gia của chúng ta đã kết thúc rồi thì chúng ta sẽ có tận 20 ngày. Đấy, thành ra là mình cũng rất là mong là đội tuyển của chúng ta với cái sự quan tâm của thầy Park, với cái sự ưu tiên hơn của thầy Park, thì liên đoàn cũng như là đội dự SEA Games và ban tổ chức thi đấu cũng như các đội bóng thì nên có một cái sự hợp tác, bởi vì là tất cả đều dành cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Bởi vì nói gì thì nói, đội tuyển quốc gia cũng vẫn là cái bộ mặt của một nền bóng đá. Nếu các bạn mà cũng đồng cảm với quan điểm của Minh Hải thì các bạn có thể là cho một like hoặc là các bạn comment ở dưới. Thì ở đây mình cũng rất là mong là mọi người sẽ có những cái đóng góp một cách xây dựng hơn. Chúng ta tuyệt đối đừng chửi bới, không dùng những cái lời lẽ mang tính lăng mạ, bởi vì là chúng ta đã hiểu cái vấn đề, những cái câu chuyện mà tại sao ban tổ chức thi đấu họ lại phải làm như vậy. Đấy. Vấn đề thứ hai là vấn đề liên quan đến các cầu thủ Việt kiều. Thì tính đến thời điểm này cũng vẫn theo thông tin của Tổng thư ký Lê Hoài Anh, đầu mối của Liên đoàn bóng đá Việt Nam để giải quyết những cái yêu cầu của đội tuyển quốc gia, mà ở đây là huấn luyện viên Park Hang-seo, thì huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chưa có bất cứ một thông báo nào về việc là triệu tập các cầu thủ Việt kiều về thi đấu ở vòng loại World Cup cho trận đấu với Thái Lan. Ở đây là mình phải nói rất là rõ là chưa có bất cứ một đề xuất nào với những cầu thủ Việt kiều đang thi đấu ở nước ngoài cho trận đấu đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022 với Thái Lan. Chứ còn những cái trận đấu sau vào tháng 10 thì có thể khi mà thời gian có nhiều thì có thể là huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lại gọi. Cái thứ hai là vấn đề liên quan đến cái hộ chiếu của Philip Nguyễn. Thì Philip Nguyễn cũng đã đứng một cái đơn xin được nhập quốc tịch Việt Nam. Và Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì cũng đã gửi một cái công văn, trong đấy nói rất là rõ là Philip Nguyễn là người mà có đủ điều kiện để phục vụ cho đội tuyển quốc gia. Cho nên là rất là mong là Chủ tịch nước sẽ ký quyết định nhập quốc tịch, tức là cung cấp cái quốc tịch Việt Nam cho bạn Philip Nguyễn. Nhưng tính đến thời điểm này, tức là thời điểm mình đang ghi hình là vào ngày 21 tháng 7 năm 2019, thì Philip Nguyễn vẫn chưa thông báo về việc là mình đã nhận được quốc tịch Việt Nam hay chưa với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Và nếu như Philip Nguyễn mà không thông báo là mình đã nhận được quốc tịch Việt Nam thì đương nhiên là sẽ chưa đủ điều kiện, và chưa đủ điều kiện để thi đấu cho đội tuyển Việt Nam thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như liên đoàn sẽ không đánh công văn để triệu tập cầu thủ này lên đội tuyển quốc gia. Thành ra là nếu như khi nào mà Philip Nguyễn có được cái hộ chiếu của Việt Nam
thì bằng một cách sớm nhất, bằng con đường ngắn nhất có thể thông báo được cho liên đoàn, để liên đoàn báo cáo cho huấn luyện viên Park Hang-seo để đưa Philip Nguyễn vào cái danh sách chờ nếu như huấn luyện viên Park Hang-seo muốn triệu tập những cầu thủ này lên cho đội bóng ra. Đấy, thì tất cả những cái thông tin mình đã đưa cho các bạn rồi. Tóm lại là ngày 1 tháng 9 thì trận đấu giữa Hà Nội và Viettel, giữa Bình Dương và Sô Lam Nghệ An vẫn diễn ra. Ngày 2 tháng 9 chúng ta sẽ lên đường sang Thái để thi đấu. Mình thì mình tin rằng là nên có một cái sự thay đổi. Chúng ta có thể cắt 5 ngày của đội U22 dự SEA Games để bù cho đội tuyển quốc gia. Bởi vì mình nghĩ là đội tuyển nào, ở đấu trường nào, ở sân chơi nào nó cũng rất là có ý nghĩa với chúng ta. Thành ra không thể có một đội mà có 35 ngày chuẩn bị mà một đội chỉ có 5 ngày. Thì mình nghĩ như thế là rất là thua thiệt. Đấy, và thứ hai nữa là trường hợp của Philip Nguyễn, đến bây giờ thì liên đoàn vẫn chưa biết là Philip Nguyễn có được quốc tịch Việt Nam, và nếu như không biết là Philip Nguyễn đã có quốc tịch Việt Nam thì sẽ không triệu tập. Và đến thời điểm này thì huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chưa đề nghị liên đoàn chuẩn bị những cái thủ tục để triệu tập những cầu thủ Việt kiều về thi đấu ở trận đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022 với Thái Lan vào ngày 5 tháng 9. Đấy, và mình nghĩ rằng là trong một khoảng thời gian quá ngắn như thế thì thầy Park khả năng là sẽ không gọi những cầu thủ Việt kiều. Và bây giờ thì những cái thông tin như thế mình cũng đã cung cấp cho các bạn rồi. Bây giờ thì xin chào. Và nếu như các bạn mong muốn có những thông tin gì, các bạn lại comment ở dưới. Mình thấy những cái thông tin gì mà các bạn quan tâm thì mình có thể lấy thêm thông tin và kể lại cho các bạn trong khoảng thời gian sớm nhất. Xin được chào các bạn và cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian cho vlog mình ạ.